Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Điểm tin đọc báo được phát trên kênh YouTube của báo Dân tộc và Phát triển. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Điểm tin đọc báo tuần này thông tin về buổi gặp mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước với các đại biểu Quốc hội khóa 15 là người dân tộc thiểu số, các hoạt động của lãnh đạo Ủy ban dân tộc tại các địa phương và một số thông tin nổi bật khác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phần đọc báo sẽ giới thiệu hai bài viết: Chuyến lội ngược dòng của cô Sơn nữ của tác giả Giang Lam và bài viết Xin thầy đừng rời huê máy của tác giả Phạm Việt Thắng. Sau đây, mời quý vị và các bạn đón xem phần điểm tin. Chiều ngày 25 tháng 5 tại Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước đã có buổi gặp mặt các đại biểu Quốc hội khóa 15 là người dân tộc thiểu số nhân dịp các đại biểu đang tham dự kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 tại Hà Nội. Tham dự buổi gặp mặt có các ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Ban thường vụ Quốc hội và 89 vị đại biểu Quốc hội khóa 15 là người dân tộc thiểu số. Về phía Ủy ban dân tộc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lành. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đây là hoạt động rất quan trọng và đầy ý nghĩa, thấm đậm tình đoàn kết giữa các dân tộc, thể hiện sự thống nhất ý chí và hành động, ý thức trách nhiệm của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trước cử tri và cả nước nói chung, cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã so hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân. Hiện nay, nhiều đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số đang giữ vị trí chủ chốt ở cả trung ương và địa phương, tham gia hiệu quả vào việc thực hiện các chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và các hoạt động của Quốc hội. Đây là minh chứng sống động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta trong công tác chăm sóc, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số, đặc biệt là tham gia vào các cơ quan lập pháp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hy vọng và tin tưởng rằng các đại biểu người dân tộc thiểu số trên cương vị công tác của mình không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, xứng đáng với niềm tin yêu, hy vọng và kỳ vọng của cử tri cả nước và cử tri vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chiều ngày 23 tháng 5 tại trụ sở Ủy ban dân tộc, thứ trưởng Phó chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã tiếp đoàn đại biểu gồm 60 cán bộ, giáo viên và học sinh tiêu biểu trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang nhân dịp đoàn về thăm thủ đô Hà Nội. Trường phổ thông dân tộc nội trú Mèo Vạc, tiền thân là trường thiếu nhi dẻo cao, được thành lập ngày 28 tháng 5 năm 1971, chủ yếu đào tạo học sinh cho bốn huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang. Hiện nay, nhà trường có 300 học sinh đang theo học với 11 dân tộc khác nhau. Trải qua 51 năm xây dựng và phát triển với bề dày thành tích, năm 2017, nhà trường được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các thầy, cô giáo và các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Mèo Vạc đồng thời mong muốn các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa để phát huy những kết quả đã đạt được ngày 24 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Nông Quốc Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2010 trên địa bàn tỉnh và nắm tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Nhờ triển khai đầy đủ, kịp thời nghị quyết Trung ương năm khóa 11 nên các chính sách xã hội, an sinh xã hội được thực hiện tốt tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm Đặc biệt, chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 cũng đang được tỉnh tập trung triển khai thực hiện tại buổi làm việc thứ trưởng phó chủ nhiệm ủy ban dân tộc nông quốc tuấn đánh giá cao kết quả tỉnh đắk nông đã đạt được nhất là triển khai thực hiện công tác dân tộc chính sách dân tộc một trong những vấn đề khó khăn của đắk nông là vấn đề đồng bào di cư ngoài kế hoạch tập quán của đồng bào là du canh du cư nên cần ưu tiên đầu tư làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào vấn đề này cần có phương án giải quyết đồng bộ của nhiều bộ ngành để giải quyết tận gốc cần phải tuyên truyền thật tốt cả nơi đi và nơi đến trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn công tác đến thăm tặng quà đồn biên phòng cửa khẩu Buprang và dân hương tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Trước đó, sáng ngày 24 tháng 5, đoàn công tác đã đến kiểm tra thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 11, thăm tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách người dân tộc thiểu số thuộc hai xã Đắc Búc So và Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Ngày 24 tháng 5 tại trụ sở Ủy ban dân tộc, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Ủy ban dân tộc đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ. Đề tài nghiên cứu bổ sung luận cứu khoa học góp phần xây dựng chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm 3 mục tiêu: làm rõ quan điểm, nội dung công tác dân tộc trong các văn bản của Đảng, Nhà nước đã ban hành, tập trung vào giai đoạn 2019-2021, dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đề xuất nội dung chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề tài được thực hiện với 5 sản phẩm hiện đã được hoàn thành đúng tiến độ. Thứ trưởng Phó chủ nhiệm Lê Sơn Hải, chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ ghi nhận sự triển khai công phu, nghiêm túc của ban chủ nhiệm đề tài, đồng thời đề nghị ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu tiếp thu chỉnh sửa nội dung theo ý kiến đánh giá của hội đồng nghiệm thu. Một số tin tức nổi bật khác. Ngày 23 tháng 5, ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng có buổi làm việc với ban dân tộc tỉnh về giám sát triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua, Ban đã tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều quyết định triển khai thực hiện các nghị quyết và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác dân tộc, đặc biệt triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 được sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc đang triển khai khẩn trương các thủ tục cần thiết theo đúng quy định. Ngày 24 tháng 5, Ban dân tộc tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị vận động các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Ta số đại biểu cho rằng các chương trình, dự án thực hiện bằng nguồn vốn vận động tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ đã bổ sung nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, từng bước nâng cao năng lực cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Vừa qua, tại huyện Tri Tôn, Ban dân tộc An Giang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về việc ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Đây là nội dung nằm trong đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cho các cán bộ, công chức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Tri Tôn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên từng vị trí công tác. Ngày 25 tháng 5, tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra hội nghị thảo luận về đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tiêu biểu tộc người Tài Bình Liêu, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án gồm 4 phần: đặt vấn đề, thực trạng di sản văn hóa tộc người Tài huyện Bình Liêu và thôn Bản Cáu, xã Lục Hồn quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tổng hợp các dự án thành phần, phân kỳ đầu tư dự tính hiệu quả và tổ chức thực hiện đề án. Theo văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lớn xảy ra ở miền Bắc và một số tỉnh miền Trung Tây Nguyên trong tuần qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và của cho nhiều địa phương. Tuyên Quang, Lai Châu và Hòa Bình là ba địa phương ghi nhận có người tử vong do mưa lũ. Ngoài thiệt hại về người, đợt mưa lớn sau những ngày lạnh hiếm thấy đầu hè vừa qua đã làm hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, hàng nghìn hecta hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập úng cục bộ. Trong đó nặng nề nhất là Tuyên Quang với hơn 100 nhà bị hư hỏng, một số tỉnh như Hà Giang, Yên Bái, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên cũng hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Tại bản hồi đắp, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún sâu, nguy cơ sạt lở cả quá đồi nên 26 hộ dân với gần 140 nhân khẩu đang phải di rời khẩn cấp để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản để tiếp tục chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp trong thời gian tới đồng thời tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ bắc trung bộ tây nguyên và nam bộ tập trung theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo chủ động sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn lốc xét mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp Dù chưa qua khóa học kinh doanh nào, nhưng cô gái Tài Chẩu Thị Nga sinh ra ở bản Bó Ngoạng, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang lại thông dong chinh phục thị trường du lịch đúng vào đợt bão dịch Covid-19. Dẫu biết đó là cả một chuyến lội ngược dòng đầy thử thách, nhưng Nga tâm niệm, cá lội ngược dòng là cá sống, người vượt nghịch cảnh mới mong thành công. Chuyến lội ngược dòng của cô Sơn Nữ là tên bài viết của tác giả Giang Lam được đăng trên báo Dân tộc và Phát triển trước đây, nhiều người biết đến Chẩu Thị Nga với thương hiệu là nàng Sơn Ca có những clip ca nhạc chất lượng trên mạng xã hội. Khi nhịp sống luôn chuyển động, người trẻ nông thôn, miền núi thử sức làm du lịch, cô gái tẩy năng động này hăng hái tiếp bước trên con đường với bao háo hức dự định. Từng nhiều năm thử sức với mảng kinh doanh online về sản phẩm nông sản, sau đó, Nga quyết định chuyển sang hoạt động mảng du lịch với mong muốn quảng bá về vẻ đẹp xứ tuyên, từng bước đưa du khách đến với quê hương. Chị bảo, cảnh sắc quê mình đẹp lắm, con người hài hòa, thân thiện, văn hóa các dân tộc giữ được nét nguyên sơ đặc sắc. Được đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ thế nhưng mình vẫn thấy quê mình đẹp nhất, tiềm năng du lịch rộng mở như vậy sao người trẻ như mình lại không đồng hành. Đó là lý do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Cô Sơn Nữ ra đời năm 2019. Đây cũng là doanh nghiệp lữ hành đầu tiên của tỉnh tổ chức đón khách về thăm Tuyên Quang. Cái tên cô Sơn Nữ mang theo nhiều điều mà nữ giám đốc trẻ Chầu Thị Nga muốn gửi gắm. Nga bảo, ngay từ khi còn nhỏ, hình ảnh những người phụ nữ miền núi Lam Lũ trên nương rẫy, đồng ruộng trở thành ký ức tốt đẹp trong tiềm thức của mình. Bóng dáng áo tràm của các thiếu nữ thấp thoáng sâu trên đồi, các bà các chị gùi ngô dưới ánh nắng chiều tà, họ tần tảo chịu thương chịu khó làm lụng, chăm sóc gia đình, con cái ngày tháng dần trôi tuổi xuân họ đi qua họ quẩn quanh với bản làng nhưng sự hy sinh của những người phụ nữ nơi đây luôn được trân trọng và ngày hôm nay mình đặt tên công ty của mình là cô sơn nữ là để lan tỏa hình ảnh những người phụ nữ miền sơn cước những người đàn bà dẫu có cuộc sống ẩn khuất thế nhưng vẻ đẹp của họ luôn tỏa sáng đó là sự dịu dàng chăm chỉ thủy chung cái tên cô sơn nữ là để tôn vinh chân quý nét đẹp trẻ thái gái tuyên niềm tự hào của người dân tuyên quang Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Cô Sơn Nữ hiện có trụ sở tại phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang với hơn 10 nhân viên. Ngoài ra còn có một số cộng tác viên trên địa bàn toàn quốc. Giám đốc trẻ Trần Ướt Trân Giáo đến với nghề với bao bỡ ngỡ, ngà tâm sự. Công ty thành lập đúng thời điểm xuất hiện dịch Covid-19, du lịch gần như bị đóng băng. Với vốn liếng còn khá khiêm tốn, nếu không giỏi xoay thì dự án khởi nghiệp có nguy cơ đổ bể. Những khó khăn đó là quá sức với một doanh nghiệp cỡ mini như của Nga. Cách thức mà Nga ứng phó để sống sót đó là phương châm lấy ngắn nuôi dài. Trong những chuyến đi nghiên cứu thực tế tu tuyến, Nga cùng nhân viên trở thành con buôn, bán các sản phẩm nông sản địa phương, đặc sản ẩm thực, dược liệu ở miền núi nga bảo đúng là con buôn thực sự luôn đấy chị ạ à. mình làm ngành du lịch dễ dàng kết nối với nhiều nơi nhiều cơ sở ở các địa phương khác nên khâu tiêu thụ sản phẩm cũng không đáng lo ngại hàng hóa được mua tận gốc rồi bán tận ngọn bà con đồng bào ủng hộ các nhân viên nhiệt tình nên dòng hàng cũng chạy đều đều đặc biệt để quảng bá thương hiệu công ty trong thời điểm du lịch tĩnh lặng nga đã tận dụng nền tảng mạng xã hội nhiều người biết đến tài khoản Facebook, YouTube, TikTok như review du lịch Tuyên Quang, du lịch cô sơn nữ, cô sơn nữ travel với hình ảnh, clip được đầu tư chất lượng, đặc biệt là những video ca nhạc khá chuyên nghiệp với những góc quay, hình ảnh đẹp của địa điểm du lịch ở Na Hang, Lâm Bình, Sơn Dương, thành phố Tuyên Quang. Nhiều video thu hút hàng nghìn lượt view, điển hình như Na Hang em hẹn ngày về, người xây cầu vùng cao, độ ta không độ nàng, chín bậc tình yêu. Từ những clip này, bạn bè bốn phương được ngắm nhìn cảnh đẹp xứ tuyên. Nhiều bình luận như, chị hát hay quá, cảnh ở đâu mà đẹp thế, ôi ước một lần được đến nơi đây. Sự mặn mà, đầm thắm của cô Sơn Nữ trong giới thiệu phong cảnh, ẩm thực đất tuyên đã thu hút nhiều lượt view. Chị bảo, điều này rất quan trọng để đón đầu du khách khi dịch bệnh được kiểm soát và đẩy lùi. Qua hoạt động quảng bá trên mạng xã hội, chị đã ký kết được nhiều tour du lịch từ khắp mọi miền đất nước về thăm xứ tuyên. Hiện nay, khi dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, công ty đẩy mạnh các hoạt động liên kết quảng bá để đưa du khách đến Tuyên Quang, trong đó ưu tiên các tour tuyến có chất lượng dịch vụ tốt với giá cả phải chăng, với Nga và nhiều doanh nghiệp lữ hành thời điểm này, đây là cách làm tốt nhất để khôi phục lại ngành du lịch địa phương nói riêng và cả nước nói chung công ty của chị nga là doanh nghiệp lữ hành đầu tiên của tỉnh tổ chức tour du lịch chọn gói đón khách về thăm tuyên quang theo lịch trình du khách sẽ được xe của công ty đón tận nơi các hướng dẫn viên của công ty sẽ mặc áo dài tay niềm nở nhiệt tình hướng dẫn đưa đón anh trần bá hậu du khách đến từ bến tre chia sẻ công ty phục vụ rất chuyên nghiệp. Mình ấn tượng nhất là các cô sơn nữ mặc trang phục truyền thống đón khách ngay tại sân bay nội bài. Trong suốt cuộc hành trình 3 ngày 2 đêm, đoàn của mình ai cũng háo hức với những trải nghiệm khám phá mới lạ ở mảnh đất này. Nga tâm đắc với câu nói, cá lội ngược dòng là cá sống, người vượt nghịch cảnh mới mong thành công. Hành trình cô sơn nữ người Tây vượt bão Covid-19, nỗ lực để vươn mình thực hiện giấc mơ, góp phần phát triển thị trường du lịch tuyên quang theo cách của người trẻ. Tôi nói không ngoa rằng, để đến được điểm trường tiểu học Huê Máy, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, phải vượt qua chín suối, 10 đèo. Nói thật, có những khoảnh khắc tôi đã muốn dừng lại, nhưng câu chuyện 19 năm cắm bản và lời hứa với dân của thầy giáo Lô Văn Thanh lại rục rã bước chân. Xin thầy đừng rời Huê Máy là tên bài viết của tác giả Phạm Việt Thắng được đăng trên báo Dân tộc và Phát triển mặt trời đứng bóng, chúng tôi mới đến được điểm trường có thể nói là khó khăn nhất tỉnh Nghệ An, điểm trường Huê Máy. Huê Máy được hiểu nôm na là vùng đất nghèo, mà nghèo thật. 38 hộ dân ở đây đều là người khơ mú, thiếu đất sản xuất, không đường, không điện, không sóng điện thoại, thiếu đủ thứ trên đời. Có khách, thầy Lô Văn É nhanh chóng vào bếp đỏ lửa, còn thầy Thanh thì vội vã đi hái rau, để ít nhất cũng có bữa trưa tươm tất đãi chúng tôi. Nhễ nhại mồ hôi bên bếp lửa, thầy É kể về những gian nan vất vả khi được điều về điểm trường này. Trong câu chuyện của thầy É, lúc nào cũng kết thúc, thầy Thanh mới là người kiên cường, còn tôi chỉ mới vào đây được 2 năm. Biết chúng tôi nóng lòng gặp nhân vật chính nên thầy É đã đảm nhận việc nấu ăn để thầy Thanh có thời gian tiếp khách. Thầy Thanh có giọng nói nhỏ nhẹ, trầm ấm rất truyền cảm. Thầy kể, năm 2003, thầy được nhận về trường tiểu học Cắm Muộn 2 và được điều động vào điểm trường Huê Máy. Một năm sau, thầy lại được điều về điểm trường khác của bản bên. Lại một năm sau, thầy được điều trở lại Huê Máy. Thầy không tìm hiểu lý do, nhưng sau này nghe bà con nói lại là họ đề xuất với nhà trường để thầy trở lại với Huê Máy. Ngày đầu vào điểm trường này, đúng là muôn phần gian nan. Riêng khoản đi bộ những 4 tiếng đồng hồ cũng đã đủ làm người ta nhu trí. Lớp học thì sập xệ trực sập, còn nhà công vụ thì gió lùa quanh năm, nhất là về mùa đông, đêm lạnh bút xương. Thầy Thành nhớ lại những ngày đầu gian khó. Nét mặt thầy Thành như bừng sáng, thầy nói tiếp. Nhưng vẫn chưa là gì so với các em học sinh, quần áo rách dưới tả tơi, chân trần đến lớp, mình bỏ các em sau đành. Im lặng một lúc, thầy kể, có những em bố mẹ đi dãy, phải nhịn đói mấy ngày liền, thế mà vẫn đến lớp tôi nhớ mãi hai anh em Vi Văn Thanh, còn ông Vi Văn Cư đang học thì bị ngất xỉu. Hỏi ra mới biết, đã hai ngày các em chưa có gì vào bụng, thế là phải tạm cho lớp làm bài tập để thầy đi thổi cơm cho hai đứa. Vợ tôi còn ngạc nhiên hơn khi tôi nhờ cô ấy mua nhiều kim chỉ để mang vào điểm trường. Quần áo các em rách tả tơi thế kia, thầy phải khâu vá giúp chúng nó thôi, thầy Thanh trầm giọng. Đó là chưa kể, thời gian đầu phải xưng hết cả chân cẳng để vận động các em đến lớp. Không gặp được bố mẹ các em ở nhà thì phải đi vào dãy vừa tặng quà vừa thủ thỉ để phụ huynh đồng ý cho con đi học. Tôi nói với thầy Thanh về chế độ chuyển trường cho những giáo viên ở vùng khó khăn nhiều năm, thầy cười, nụ cười thật hiền từ. Tôi biết điều đó và tôi cũng đã nhiều lần được chuyển về gần nhà, nhưng mỗi lần như thế, bà con lại đến gặp đề nghị thầy đừng rời hôi máy. Thầy Thanh xúc động, bà con quý mình như thế, học trò quý mình như thế, làm sao tôi rời đi được. Mỗi lần như vậy, tôi lại hứa với bà con sẽ ở lại, thế mà đã 19 năm tôi giữ được lời hứa của mình. Tranh thủ lúc hai thầy dọn cơm, tôi lững thững vào bàn xem đời sống người dân ở đây. Đúng là như các thầy nói, bữa cơm trưa của bà con đa phần là rau. Anh Ngân Văn Hoa, bố của cháu Ngân Thị Thông, bỏ hẳn cả bữa cơm để nói về thầy Thanh. Chúng tôi thì bận đi dẫy, việc học của cháu coi như giao hẳn cho thầy. Ở đây không chỉ học sinh mà người dân ai cũng quý thầy, ai chuyển trường cũng được nhưng thầy Thanh thì không chuyển được, dân bản không để thầy rời hôi máy đâu. Rồi ông Ốc Văn Thuận từ nhà bên cạnh cũng nói vội sang, thầy Thanh với bà con ở đây là bạn bè gần gũi nhau từ mấy chục năm nay rồi, không ai cho thầy đi đâu. Bữa cơm thường trong bàn nhỏ cũng đã khá tươm tất, có thịt gà và cả vài ly rượu trắng mà chúng tôi đã mua ở trung tâm vì biết các thầy không thể mua bán gì trong này. Tôi lần lần nói với thầy Thanh về tình cảm của bà con đối với các thầy. Lại nụ cười hiền từ, thầy nói có một số em đã được học hết trung học phổ thông, còn phần lớn đã xong chương trình trung học cơ sở. Trong đó có nhiều em đi làm công nhân, học chuyên nghiệp. Mỗi dịp về quê, chúng nó lại kéo nhau đến gặp thầy, díu ra díu dít kể cho thầy nghe đủ thứ chuyện, từ chuyện học hành, làm ăn đến yêu đương. Lúc đó tôi không còn thấy bất kỳ khó khăn gì ở đây mà chỉ thấy ngập tràn hạnh phúc. Vì thế mà tôi tự hứa với mình, đang còn sức khỏe là đang gắn bó với huê máy. Cũng trong lúc cao hứng tôi hỏi các thầy về phụ cấp cho giáo viên cắm bản rất thành thật thầy thành cho biết mấy năm trước thấy anh em khó khăn công đoàn nhà trường đã hỗ trợ cho mỗi người 20.000 đồng một tháng nhưng hai năm nay do dịch bệnh khó khăn chung nên khoản này cũng không có nữa không sao cả anh em chúng tôi vừa tăng gia ra trồng rau thỉnh thoảng lại xuống suối đánh cá để cải thiện bữa ăn lúc này thầy thành mới cất tiếng cười rõ to chúng tôi cũng cười theo vang động cả điểm trường Chiều buông, chúng tôi phải gấp rút rời huê máy, bởi như lời bà con, nếu gặp mưa thì nội bất xuất ngoại bất nhập, huê máy sẽ trở thành ốc đảo. Chia tay chúng tôi, thầy Thanh chỉ có một nguyện vọng cho học trò. Học sinh ở đây còn rất yếu, chúng tôi muốn kèm cặp thêm cho các em vào buổi tối, nhưng điện không có. Giá như được tài trợ một hệ thống năng lượng mặt trời thì chắc chắn các em sẽ tiến bộ vượt bậc. Tôi hứa với thầy sẽ sớm trở lại huê máy để đáp ứng nguyện vọng và cũng để phần nào tri ân tình cảm của thầy đối với huê máy nghèo khó nhưng ân tình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem chương trình Điểm tin đọc báo của báo dân tộc và phát triển. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.